hôm qua họ cái vẫn chưa nói hôm nay với nó hôm qua mà họ vẫn lên hỏi cùng con nữa hẹn sang họ cũng nói thì chỉ nói cái hẹn có phải đi lâu thôi được còn được thông báo nhưng mà xem như thằng cả các đi lâu một ngày nhà cũng nghỉ ngày ngày em ngày sau ok rồi em ơi xong bây giờ mới nói giá chờ nói vừa